Cậu phải làm cho thật tốt và mình biết. Cá Vàng từng là bộ phim ăn khách nhất trên kênh MBC Hàn Quốc. Bộ phim tâm lý xã hội Cá Vàng sẽ chính thức được giới thiệu trên kênh NTV vào 21 giờ 15 phút các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2013. Mọi người làm tốt lắm. Nghỉ thôi. Cảm ơn cô. Cá Vàng thuộc thể loại phim tình cảm với nhiều tình tiết xung đột hấp dẫn, với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng Oh Hun Chang, Yo Yo Hee, hẹn hò So Yo Jin. Cầm miệng. Mình à? Hai đứa nó nói với mọi người làm thế này à? Mọi người vào hùa với nhau để chống lại tôi à? Mọi việc sẽ êm đẹp nếu tôi rời khỏi cái nhà. Bộ này. Phim được đạo diễn chăm chút từng chi tiết khuôn hình, vì thế phim nhanh chóng gây được tiếng vang lớn khi được công chiếu, hứa hẹn sẽ hấp dẫn và lôi cuốn người xem. Cái gì? Phải đấy, nhân tiện con đến đây, chúng ta hãy giải quyết dứt điểm chuyện này trong hôm nay đi. Mời quý vị và các bạn đón xem 100 tập bộ phim Cá Vàng vào 21 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh NTV, bắt đầu từ 15 tháng 11 năm 2013.